gửi đến cậu, người luôn nỗ lực hết mình. Phải, thế giới này thật sự tàn nhẫn. Có thể con người ta sẽ bị đánh ngã hết lần này đến lần khác, dứt đầu mẻ chán, có khi còn chẳng muốn bỏ dậy nữa. Nhưng có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sau này sẽ trở nên khác biệt. Đừng nhìn về quá khứ nữa, nó sẽ chỉ khiến bạn đau lòng. Hãy cứ hết mình ở giây phút hiện tại, mọi thứ chắc chắn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Chúng ta nhất định rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sống dưới rất là nhiều sự kỳ vọng, và chính những cái kỳ vọng đó làm chúng ta quên mất đi mình là ai, mình muốn gì, điều gì làm cho mình hạnh phúc trong cuộc sống này. Một cái đầu lạnh sẽ giúp chúng ta không đánh mất bản thân mình. Một cái đầu lạnh sẽ không quá quan tâm tới những chuẩn mực xã hội, không quan tâm tới những áp lực con số, mà chọn lọc ra để tìm ra được giá trị đích thực cho bản thân. Mong các em trên hành trình bay về phía tương lai rực rỡ, dẫu có mưa giông bão tố chắn lối, cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi, thì dù là đi từ hướng nào cũng sẽ về được đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ắt sẽ ngã về sau. Đoạn đường sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, thậm chí có những đoạn năm tháng, các em rồi sẽ phải gồng mình chống lại cả thế giới, nghi hoặc về bản thân, mất niềm tin rất nhiều về hiện tại. Thế nhưng để đứng được ở nơi không ai đứng được, bắt buộc phải chịu được những chuyện mà người khác không chịu được. Hy vọng sự nỗ lực của các em được công nhận, không hổ thẹn với chính mình. Chúc các em thuận buồm xuôi gió, thẳng tiến về những tháng ngày vinh quang. Sao ta không kể những thứ ta đang mong để tình yêu ta xinh tươi như đóa hoa? Em gọi ly đang đã không đường về, anh gọi em ngày mai được không? Đi qua bao phố phường nhiều trò nó có người gió người giông. Anh muốn nói đó là em đẹp hơn hết bất cứ ai. Từ hôm nay em là số 1. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Khi mà bạn làm một điều gì đó trong một thời gian dài và cần nhiều nỗ lực thì chắc chắn là sẽ có những cái lúc bạn cảm thấy chán nản. Việc gì cũng sẽ có những khó khăn riêng và bạn sẽ có những cái lúc xuống dốc thay vì lên dốc. Cái lúc này thì bạn có thể nhớ lấy lý do mà đã khiến bạn bắt đầu từ những ngày đầu tiên. Thường thì cái sự yêu thích hoặc là động cơ thôi thúc của những ngày đầu là cái thứ chân thật nhất đối với bạn. Nhiều khi trên đường đi sẽ có những thứ làm cho mình mất tập trung và mình quên mất cái động cơ đầu tiên nó đi. Bởi vậy cho nên việc dừng lại một chút và nghĩ về thời điểm bắt đầu là rất hữu ích để bạn có thể tìm lại nguồn năng lượng để tiếp tục làm tiếp. Khi nó đến thì mình chào đón nó, kể cả tiêu cực cũng thế, với một nụ cười. Khi nó đi mình cũng chào, tiễn đi, bye bye em. Rồi mình lại chào đón những cái cảm xúc khác. Tất cả chúng ta đều là con người và đều là những đứa trẻ. Chúng ta sinh ra cuộc đời này với tiếng khóc rất to. Thì chắc chắn xác định là cuộc sống cũng sẽ luôn có khóc, có cười, có vui, có giận hờn, có hạnh phúc. Nhưng mà điều quan trọng chỉ muốn cho các bạn trẻ hiểu rằng chúng ta dù sinh ra không được ở mạch định hay phải chạy thục mạng, chính là những người dù đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu bão tố, dù cho có những khi họ như rơi vào tuyệt vọng hay có những đêm nằm ôm gối khóc đến mệt nhoài, thì họ vẫn luôn mang theo bên mình một niềm tin hết sức đẹp đẽ và dịu dàng về cuộc đời này. Họ biết là mình thiệt thòi, biết là mình bị đối xử không tốt, biết rằng những gì họ từng hết lòng cho đi đều không được trân trọng. Nhưng họ lại không thể ngăn bản thân mình tiếp tục tử tế với người khác. Nói thầy tin rằng các em chỉ cần cố gắng hết sức thôi, tin tưởng vào chính bản thân của các bạn ấy, thì những cái điều các bạn bỏ ra nỗ lực chắc chắn là sẽ thành công. Thế còn lúc chúng ta như này mà áp lực mà bỏ cuộc thì ai làm được? Và điều phi thường thì đến từ những điều mà các bạn cố gắng, không có áp lực, không có kim cương mà cố lên nhé. Chúng ta không cần trở thành bất cứ ai, làm bất cứ điều gì để hài lòng hoặc có sự yêu quý của tất cả mọi người, bởi vì đó là điều hầu như không thể và cũng không cần thiết lắm. Vì mỗi người sẽ có một cá tính, mỗi người sẽ có một chất riêng, chúng ta chỉ cần là chính mình, sống đúng với những tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt ra.
Có một câu như thế này: con cái không đợi ta thành công thì mới lớn, bố mẹ không đợi ta thành công thì mới già. Vậy nên 20 tuổi bạn có thể lựa chọn từ từ mà bước, 22 tuổi bạn có thể lựa chọn là học hỏi, là trải nghiệm nhiều thì nó quan trọng hơn là tiền bạc. Nhưng nếu 25 tuổi ta vẫn cứ ở đấy từ tốn không chịu phấn đấu, 27 tuổi ta vẫn cứ luẩn quẩn chẳng đủ nuôi bản thân, và 30 mấy tuổi rồi vẫn chưa đỡ đần được một chút nào cho người thân, cho cha mẹ, hay là lúc đấy thậm chí lại còn có gia đình nhỏ nữa. Bạn biết không, những đứa trẻ thì cần sữa, cần thức ăn, cần được nuôi dưỡng để lớn lên, và cha mẹ thì cần được chăm sóc, cần được yêu thương, cần được những dịch vụ rất là tốt. Bạn xem đường lên đỉnh Olympia đúng không? Đời người cũng thế, có khởi động, có vượt chướng ngại vật, có tăng tốc và về đích. Nếu các cuộc đời này bạn không một lần tăng tốc thì không bao giờ bạn về đích được đâu. Gắng lên nha. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà các bạn là kẻ thất bại khi các bạn chấp nhận buông xuôi. Nhận ra một điều là không nhất thiết là mọi người phải thích mình. Nói cái này thì nghe có vẻ sổ tính, nhưng mà có những người ấy, mình gặp lần đầu tiên là mình đã không thích họ rồi. Ý mình không thích ở đây không có nghĩa là mình ghét họ hay là mình phán xét rồi mình chơi trò xấu với họ nhé. Mà không thích ở đây tức là mình sẽ không muốn tiếp cận họ, không muốn chơi với họ. Thì người khác cũng thế thôi. Lỡ đâu chúng mình ở trong đúng cái nhóm đối tượng mà họ không thích ấy, họ không thích mình cũng là điều bình thường thôi mà, đúng không? Chúng mình cũng không thích một ai đó mà, chúng mình đâu thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Thế nên là hãy cảm thấy ổn với việc là ai đó không thích mình. Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không có làm được. Tại vì động lực á, nó là khi nào mày có hứng mày mới làm, không có hứng mày mới làm. Còn kỷ luật á, nó là những cái hành động lặp đi lặp lại, thậm chí là không có cảm xúc. Ngày này làm 10, ngày hôm sau không làm gì hết. Thì kỷ luật á, mỗi ngày làm một cho tới khi mà nó hoàn thành tới 100 thì thôi.